phát hiện trăn nặng gần nửa tấn. Chú trăn nặng gần nửa tấn này được các công nhân xây dựng phát hiện tại đập Belo Monte ở Brazil. Thông tin cho biết, con trăn nặng gần nửa tấn có kích thước 9,75 m chiều dài, chiều rộng có chỗ tới 1 m. Nhiều người đã vô cùng choáng váng với kích thước lẫn trọng lượng của con quái thú này. Nếu thông tin trên được xác nhận, con trăn nặng gần nửa tấn này hoàn toàn có thể sánh ngôi đồng loại của nó, hiện đang giữ kỷ lục thế giới với chiều dài lên tới 7,67 m. Loạt hình ảnh về chú trăn này khiến nhiều người hoài nghi về độ xác thực, tuy nhiên, nó cũng trở thành nỗi khiếp sợ đối với nhiều người.